Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 17 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy thăm tặng quà gia đình chính sách tại huyện Cát Tiên. Lâm Đồng triển khai các giải pháp quyết liệt thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2017. Những tin nóng trên lĩnh vực an ninh trật tự. Cảnh báo thủ đoạn làm giả chứng thư, bảo lãnh ngân hàng. Ấn Độ triển khai hệ thống tàu năng lượng mặt trời đầu tiên. Đam Rồng, bước chuyển mới trong giảm nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 2017, ngày 17 tháng 7, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách tại huyện Cát Tiên. Cùng đi còn có ông Cà Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Hết, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện các ngành và chính quyền địa phương. Đến thăm tặng quà thương binh Bùi Thanh Ngọc tại thôn 1, xã Quảng Ngãi, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, phấn khởi trước đời sống sinh hoạt của gia đình. Mặc dù bị thương tật trên 80%, nhưng thương binh Bùi Thanh Ngọc vẫn tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Trần Đức Quận đã tặng quà, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với gia đình có công với cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên, gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành của huyện Cát Tiên tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công, thể hiện tốt đẹp truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chuyển sang lĩnh vực tài chính, sáng nay, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các sở ngành và các địa phương đã đến dự. Theo báo cáo tại hội nghị 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước trên 3.000 tỷ đồng, đạt 57% dự toán trung ương và 53% dự toán địa phương. Trong đó, số thu do thuế quản lý là gần 2.630 tỷ đồng, đạt 50%. Thu từ đất nhà trên 440 tỷ, đạt 63%. Thu từ sổ số kiến thiết 355 tỷ. Tài chính thu 130 tỷ, đạt 40%. Và thuế xuất nhập khẩu giá trị gia tăng tiêu thụ đặc biệt do hải quan thu 170 tỷ, đạt 71%. Nhìn chung, tổng thu ngân sách mà tỉnh Lâm Đồng thực hiện được trong 6 tháng đầu năm đảm bảo yêu cầu đề ra. Có 10 trên 12 địa phương thu đạt trên 50%. Tất cả các địa phương đều tăng thu so với cùng kỳ. Để thực hiện đạt kết quả nêu trên, là nhờ ngành thuế cùng các ngành chức năng và các địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng triển khai kế hoạch thu ngân sách ngay từ đầu năm, phân bổ lộ trình thu ngân sách cụ thể, thành lập ban chỉ đạo thu từ cục thuế đến các chi cục thuế, thành lập 3 đoàn chỉ đạo và chống thất thu trên 6 địa bàn trọng điểm. Tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án quản lý thu thuế do Ủy ban dân tỉnh ban hành, thực hiện công tác cải cách hành chính và tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đánh giá cao kết quả thu ngân sách mà Lâm Đồng thực hiện được trong 6 tháng đầu năm. Năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, để thực hiện số thu vượt từ 5 đến 7% so với dự toán, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu ngành thuế cùng các ngành chức năng và các địa phương cần có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, tập trung xử lý nợ động thuế, chống thất thu trên các lĩnh vực, đẩy mạnh triển khai các đề án quản lý thuế, lập cơ sở dữ liệu liên thông giữa các ngành và các địa phương, xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến số thu ngân sách. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị ngành thuế cùng các ngành chức năng và các địa phương phải gần gũi, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Chúng ta tiếp tục cải cách hành chính để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Và tôi xin đề nghị là các đồng chí lãnh đạo các huyện, công chí về là hàng năm
Ngoài cái cuộc gặp mặt của lãnh đạo tỉnh đối với các doanh nghiệp thì lãnh đạo các huyện, các đồng chí đều phải gặp mặt doanh nghiệp, gặp để đối thoại theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi một năm là người đứng đầu cơ quan chính quyền địa phương phải gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp ít nhất là 2 lần. Các ông chỉ phải gặp mặt các doanh nghiệp và các cơ sở để người ta trao đổi lại những thông tin phản hồi từ doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc trong công tác cải cách hành chính, trong sự hỗ trợ của doanh nghiệp về đất đai, về thuế, về giá cả. Tôi xin nói là doanh nghiệp không phát triển, các ông chí không có chỗ để thu thuế đâu. Bây giờ là ép chỉ tiêu lên, nhưng mà doanh nghiệp không phát triển. Ép chỉ tiêu lên nhưng mà không thêm được cơ sở sản xuất. Ép chỉ tiêu lên nhưng mà doanh nghiệp phá sản ngày càng nhiều, thì lấy đâu được thuế để thu. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành thuế và các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh công tác thu từ đất nhà, tăng cường phối hợp để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước. Dịp này, Chi cục thuế thành phố Đà Lạt vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2016 của Bộ Tài chính. 19 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc, 9 cá nhân được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua do Bộ Tài chính trao tặng và Công đoàn Cục Thuế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, những năm qua, Thanh đoàn Đà Lạt đã tích cực chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Nhờ đó đã tạo động lực giúp hàng trăm thanh niên vươn lên xóa đói giảm nghèo, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương thành phố. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những mô hình thanh niên lập nghiệp ở xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt qua phóng sự sau. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, để bắt tay vào lập nghiệp chọn hướng làm giàu, Nguyễn Hiền Đức đã tham khảo nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình tại nhiều địa phương và tìm ra hướng đi cho riêng mình. Cuối năm 2015, từ số vốn hiện có của bản thân, Đức đã được tổ chức đoàn tại địa phương hỗ trợ đứng ra bảo lãnh để vay thêm vốn đầu tư hệ thống tưới tiêu cho vườn hoa đồng tiền và ớt ngọt. Hiện nay, Đức đã là chủ nhân của 4 sào hoa đồng tiền và 3 sào ớt trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Nhớ lại những ngày đầu mới lập nghiệp với bao khó khăn vất vả, cuối cùng thành công cũng đã mỉm cười với một thanh niên trẻ với biết đầu khởi nghiệp. Trong một lúc thì em cũng trồng vừa bông vừa ớt, em coi thử cái năng suất nó làm sao. Em thấy ớt thì cũng được nhưng mà có vẻ bông đồng tiền nó ổn định hơn. So với la ghim thì la ghim rau đồ nó giá nó bấp bênh quá. Rồi trồng bông đồng tiền này thì em thấy cái vốn nó cũng không có bao nhiêu hết. Mà mình có thể ăn trong vòng được 5-6 năm. Hơn 2 hectare cà phê cho thu nhập ổn định hàng năm. Nhưng anh Hà Nguyên Kiên ở Trầm Hành vẫn không bằng lòng với chính mình, mà anh muốn thử sức mình với những loại hình khác nhau để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Phá bỏ những diện tích cà phê già cỗi, Kiên mạnh dạn đầu tư gần 300 triệu đồng, xây dựng nhà kính trồng hoa cát tường và ớt ngọt. Qua quá trình làm thử nghiệm đã mang lại những hiệu quả khả quan, khi những cây trồng này đã cho thu hoạch nhanh và giá cả ổn định hơn. Với những thành quả mang lại với nguồn thu gần 400 triệu đồng mỗi năm, Kiên tiếp tục vay các nguồn vốn ngân hàng do thanh niên quản lý để mở rộng diện tích nhà kính, chuyển đổi cây trồng. Mới mở ra thì mình phải đi học hỏi rất là nhiều, rồi rút kinh nghiệm rồi mình mới làm được, chứ còn khởi đầu thì hơi khó khăn. Sau này chắc cũng phải vay thôi. Đầu tư những cái mô hình nhà kính thì nó cần rất là nhiều vốn. Để tinh thần khởi nghiệp lan tỏa trong thanh niên Đà Lạt, Thanh đoàn Đà Lạt đã có nhiều hỗ trợ dành cho các bạn trẻ thực hiện những ý tưởng của mình. Ngoài các nguồn vốn ủy thác cho thanh niên quản lý, các cơ sở đoàn địa phương đã đẩy mạnh các tổ hoạt động liên kết để tạo vốn cho thanh niên phát triển sản xuất, tổ chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên điển hình trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Khi các bạn bước vào khởi nghiệp thì các bạn đã có mô hình và ý tưởng cụ thể. Thì ngoài ra riêng về đoàn xã thì chỉ thông qua các tổ vay vốn do đoàn thanh niên quản lý thì cho các bạn tiếp cận được các nguồn vốn để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong quá trình khởi nghiệp của thanh niên, ngoài những yếu tố luôn có thừa như là lửa nhiệt huyết, lòng đam mê để quyết chí làm giàu, thì những vấn đề còn gặp nhiều khó khăn như là nguồn vốn sản xuất, kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật để biến những giấc mơ lập nghiệp của tuổi trẻ trở thành hiện thực. Những chương trình đồng hành với thanh niên của tuổi trẻ Trạm Hành đã góp phần tạo hiệu ứng để thanh niên vươn lên làm giàu.
phát huy những tiềm năng lợi thế của địa phương nhờ sự tiếp sức khuyến khích kịp thời của các tổ chức đoàn. Từ những câu chuyện làm giàu của tuổi trẻ Tràm Hà Đà Lạt đã khẳng định bản lĩnh, nghị lực và ý thức sống có trách nhiệm của thế hệ trẻ Đà Lạt, khẳng định bản thân trên con đường lập thân lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, tạo điểm tựa để giúp nhiều thanh niên địa phương có cơ hội làm giàu hơn nữa. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, ngành y tế tiếp tục triển khai đẩy mạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Những thông tin nóng trên lĩnh vực an ninh trật tự và thiên tai. Sáng ngày 17 tháng 7 tại huyện Cát Tiên, Sở Y tế Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm, các đơn vị toàn ngành y tế Lâm Đồng đã thực hiện khá tốt các chỉ tiêu được giao. Nhiều chỉ tiêu chuyên môn đạt và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh cho các tuyến. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. So với cùng kỳ năm 2016, số ca mắc bệnh truyền nhiễm rải rác ở các địa phương đã giảm, như bệnh chân tay miệng có 163 trường hợp, giảm 160 trường hợp so với cùng kỳ. Bệnh sốt xuất huyết ghi nhận được 182 trường hợp, giảm 120 trường hợp so với cùng kỳ. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế triển khai đồng đều ở 147 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Số hộ được bảo vệ bằng hóa chất đạt 100% kế hoạch cả năm. Tổ chức khám phát hiện bệnh phong cho hơn 275.800 lượt người. Công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng tiếp tục duy trì tốt tại 127 xã, phường. Qua xét nghiệm phát hiện 29 người nhiễm HIV mới. Đồng thời thực hiện tốt các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai, chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm và các chương trình y tế. Công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh được 1.161.870 lượt người, đạt hơn 47% kế hoạch năm. Công suất sử dụng giường bệnh trong toàn tỉnh đạt hơn 98%. Hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017, toàn ngành tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia có hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thái độ phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị tại các cơ sở y tế, tăng cường quản lý nhà nước về công tác dược, đảm bảo đủ thuốc, an toàn, hợp lý, tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, duy trì công tác giám sát dịch tễ, ca bệnh, côn trùng, huyết thanh sốt xuất huyết tại các huyện lưu hành. Theo Ban An toàn Giao thông huyện Đam Rông, tốc độ gia tăng nhanh về phương tiện cơ giới đường bộ, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện ngày càng nhiều. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng giao thông của huyện còn nhiều bất cập, nhiều đường đèo, dốc quanh co, nhỏ hẹp, nhiều đoạn đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng, nhất là trên tuyến quốc lộ 27, là những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Đam Rông đã có 6 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ tăng 500%, số người chết tăng 400%, số người bị thương tăng 100%. Trước thực tế trên, Ban An toàn Giao thông huyện Đam Rông chỉ đạo tập trung tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Củng cố lực lượng công an xã, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở địa bàn xã. Xây dựng các chốt chặn có sự phối hợp của lực lượng công an huyện, thường xuyên kiểm tra và phòng ngừa kịp thời những điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, điểm dừng đỗ trên đường bộ, xử lý xe dù, bến cóc. Tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguy cơ gây ra tai nạn giao thông đối với ô tô vận tải hành khách và vận tải hàng hóa. Lập kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 27 và DH41, đoạn đi qua địa bàn huyện. Kiểm tra và bổ sung các biển báo hiệu đường bộ, đoạn đường thường xảy ra tai nạn. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện. Xác định rõ các vị trí cần đầu tư xây dựng, khắc phục để đề xuất kịp thời. Song song đó, chú trọng tuyên truyền, phân ra từng nhóm đối tượng cụ thể, từ đó đề ra biện pháp tuyên truyền phù hợp, xây dựng mô hình đường thanh niên tự quản, cụm dân cư, thôn văn hóa tự quản. Tiếp tục chương trình thời sự là một số tin vắn đã chú ý trên các lĩnh vực.
nhằm giúp cán bộ tìm hiểu và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Oai vừa tổ chức hội thi cải cách hành chính năm 2017. Hội thi cải cách hành chính gồm 3 phần, chào hỏi, thi kiến thức và tiểu phẩm. Phần thi chào hỏi với chủ đề Chúng tôi với cải cách hành chính. Đến với hội thi, mỗi đội đều thể hiện và giới thiệu đặc thù về ngành, đơn vị của mình qua bài hát, điệu hò, được các tân vui nhộn. Phần thi kiến thức có chủ đề Hiểu biết về cải cách hành chính. Với hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi, các thí sinh tự tin thể hiện kiến thức của mình về cải cách hành chính. Những câu hỏi được nêu ra đã được các thí sinh trả lời rành rọt. Chủ đề phần thi tiểu phẩm Vì nhân dân phục vụ được các đội nêu ra xung quanh việc cải cách bộ máy hành chính, đổi mới cơ chế cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Các tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng văn hóa nơi công sở, tác phong lề lối làm việc, đấu tranh các biểu hiện về tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, phản ánh những tồn tại, đề xuất giải pháp khắc phục những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho công việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, cải thiện mối quan hệ tích cực giữa cơ quan quản lý hành chính nhà nước với nhân dân và doanh nghiệp, được ban giám khảo đánh giá cao. Kết thúc hội thi, ban giám khảo đã trao giải nhất cho xã Đạ Oai, giải nhì khối cơ quan văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Thanh tra, Tư pháp, giải ba thuộc về đơn vị thị trấn Madagui. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết, từ nay đến cuối năm 2017, sẽ tổ chức thi công hoàn thành 6 công trình, nâng cấp khu chợ thực phẩm tươi sống thuộc dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm nước sát. Trong đó, hai công trình chợ nước sát xã Liên Hiệp, Đức Trọng và xã Tu Tra, Đơn Dương. Mỗi chợ nâng cấp 20 quầy bán thịt, thủy hải sản và sau trên nền hiện hữu. Với nhà lồng diện tích từ 520 đến 665 m², cùng các hệ thống điện, nước, cây xanh, sân, đường, xử lý nước thải với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Kinh phí còn lại hơn 1,2 tỷ đồng, nâng cấp bổ sung 4 công trình chợ lít khác ở 4 xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, xã Đà Rơ San, huyện Đâm Sông và Gia Lâm, huyện Lâm Hà đã đầu tư trong giai đoạn trước đây. Sáng nay ngày 17 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Cani, sinh năm 1975, và bị cáo Trần Văn Ao, sinh năm 1952, đều thường trú tại Lâm Hà, mỗi bị cáo 10 năm tù giam. Bị cáo Trần Quốc Văn, sinh năm 1963, thường trú tại Trảng Bom, Đồng Nai, và bị cáo Ma Loan, sinh năm 1973, tại Đơn Dương, mỗi bị cáo 9 năm tù giam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, biết chị Nguyễn Thiện Học, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh cần mua đá thiên thạch, các bị cáo Cani, Trần Văn Ao, Trần Quốc Văn và Ma Loan đã thống nhất giá bán đá thiên thạch để chiếm đoạt số tiền lớn của chị Ngọc. Như đã bàn bạc từ trước, Cani và Trần Quốc Văn lấy tên giả, đóng làm vợ chồng để làm môi giới mua bán đá thiên thạch. Trần Văn Ao và Ma Loan lấy tên giả và đóng giả làm con gái và con rể của chủ đá. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2015 đến ngày 12 tháng 11 năm 2015, bằng các thủ đoạn mượn tiền để mua dê cúng, mua kết sắt đựng đá và tiền đặt cọc, các bị can đã chiếm đoạt của chị Ngọc số tiền gần 530 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức và xem thường pháp luật, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Cani và Trần Văn Ao, mỗi bị cáo 10 năm tù giam, bị cáo Trần Quốc Văn và Ma Loan, mỗi bị cáo 9 năm tù giam, đồng thời buộc tiếp tục bồi thường cho người bị hại số tiền gần 90 triệu đồng. Đến chiều hôm qua ngày 16 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai nạn nhân cuối cùng trong vụ lật xuồng trên sông Cromno, đoạn giáp ranh giữa xã Đân Cơ Nớ, huyện Lạc Dương và xã Đà Long, huyện Đâm Rông, xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 7, khiến 5 người chết và mất tích. Đó là cháu Chinh Bam Gia Cơ, 9 tuổi, trú tại huyện Lạc Dương, và bé trai Chinh Bam Hà Nít, 15 tuổi, trú tại huyện Đơn Dương, trong vụ lật xuồng trên sông Cromno, Lâm Đồng. Đây là hai nạn nhân cuối cùng trong vụ lật xuồng. Như vậy, cả 5 nạn nhân trong vụ lật xuồng này đều đã tử vong. Trước đó, như bản tin thời sự truyền hình Lâm Đồng đã đưa, vào sáng ngày 13 tháng 7, một nhóm gồm 9 người dùng xuồng tự chế đi từ thôn Láng Tranh, xã Đân Cơ Nớ, huyện Lạc Dương, lên phía thượng nguồn sông Cromno, giáp ranh giữa xã Đân Cơ Nớ, huyện Lạc Dương và xã Đà Long, huyện Đam Rông để hái măng. Sau khi hái măng xong, khoảng trưa cùng ngày có 7 người lên xuồng trở về nhà. Khi xuồng đang chạy trên sông Cromno thì bất ngờ xuồng bị lật. Chỉ có 2 người bơi được vào bờ, 5 người bị mất tích.
Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà Karin, 30 tuổi, ngụ xã Đơn Cơ Nớ. Lực lượng cứu hộ cứu nạn huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Đến ngày 15 tháng 7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thêm hai thi thể nữ là Katon Kadom, 33 tuổi, và Bong Niên Ca Yêu, 24 tuổi, cùng ngụ tại xã Đơn Cơ Nớ, huyện Lạc Dương. Sau đây là thông tin về cơn bão số 2. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 103,6 độ Kinh Đông. Gió sức mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Thời tiết tại Lâm Đồng trong 24 giờ qua, tỉnh Lâm Đồng nằm ở rìa xa phía nam của cơn bão số 2, kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ mạnh. Do vậy, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa dao động từ 2,5 đến 54,1 mm. Dự báo tình hình thời tiết tại Lâm Đồng trong 24 giờ tới. Trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chủ yếu chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh. Do vậy, thời tiết các khu vực có khả năng có mưa nhiều nơi có mưa vừa. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Tổng lượng mưa bình quân đạt từ 30 đến 50 mm. Tiếp theo là thông tin về bão lũ. Trong 6 giờ qua, trên địa bàn các huyện phía Bắc, Đông Bắc, tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục có mưa nhiều nơi, lượng mưa đã giảm dần. Mực nước trên sông Cam Ly có xu thế giảm chậm. Mực nước lũ vào lúc 11 giờ là 832,12 m, so với mực nước lúc 13 giờ là 832,09 m, đã giảm 0,03 m. Dự báo, chiều tối và đêm nay, mực nước đạt ở mức trên báo động 1, từ 0,4 đến 0,65 m. Cảnh báo, cần đề phòng sạt lở đất và ngập úng xảy ra tại thượng nguồn, các sông nhánh và các vùng trũng ven sông. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và quốc tế: cảnh giác với chiêu trò dùng chứng thư bảo lãnh ngân hàng giả để được tạm ứng tiền hàng hóa, hay đơn giản là để có được lòng tin của đối tác. Ấn Độ triển khai hệ thống tàu năng lượng mặt trời đầu tiên. Sáng nay ngày 17 tháng 7 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nam Bộ và lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên đã tham dự. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2017 có những chuyển biến tích cực. Giá trị tổng sản phẩm GDP toàn vùng đạt 61.928 tỷ đồng, tăng khoảng 7,83% so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách trên địa bàn được các địa phương quan tâm chỉ đạo đạt kết quả cao, tăng 16,39% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với đó, nhiều vấn đề về kinh tế xã hội được tập trung xử lý, giải quyết, nhất là các vấn đề đầu tư phát triển giao thông, quản lý bảo vệ rừng, giải quyết những vấn đề tồn động liên quan đến các công trình thủy điện và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính sách dân tộc và công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là giải quyết việc làm, giảm nghèo ở nông thôn, công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017. Triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế chính sách hỗ trợ đặc thù và ưu đãi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng. Tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề, gắn với giải quyết việc làm cho các em đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường phát triển hệ thống y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân vùng sâu, vùng khó khăn, thực hiện đề án giảm nghèo bền vững, gắn với phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chứng thư bảo lãnh là cam kết của ngân hàng bằng văn bản dành cho doanh nghiệp về việc ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho doanh nghiệp trong một thời gian nhất định.
không đủ năng lực tài chính, một số chủ doanh nghiệp đã thực hiện chiêu trò dùng chứng thư bảo lãnh ngân hàng giả để được tạm ứng tiền, hàng hóa, hay đơn giản là để có được lòng tin của đối tác. Những ngày gần đây, một văn bản về thông báo hoàn tất thu xếp tài trợ vốn của một ngân hàng cho một dự án bệnh viện lan truyền trên Internet thu hút sự quan tâm của dư luận. Chiều theo chứng thư này, dự án có quy mô đầu tư 38.000 tỷ đồng, tương đương bằng 10 bệnh viện hiện đại trong nước cộng lại, trong khi thông tin về dự án lại rất mơ hồ. Còn với ngân hàng, tổng dư nợ một năm của nhà băng này là 60.000 tỷ đồng, nhưng lại cho vay một dự án 38.000 tỷ đồng, tức là chiếm 60% tổng dư nợ, đó là điều không thể xảy ra. Chứng thư giả mạo, hoàn toàn giả mạo, chữ ký giả, con dấu giả và nội dung hoàn toàn không phù hợp với lại cái nội dung một cái chứng thư bảo lãnh mà chúng tôi phát hành ra. Cũng như là chứng thư đấy đương nhiên chưa bao giờ tồn tại trong hệ thống của ngân hàng quốc tế cả. Bản chất của chứng thư bảo lãnh là một loại giấy tờ có giá. Tình trạng chứng thư bảo lãnh giả đã được báo động từ nhiều năm qua. Và cũng không ít vụ việc đã bị phanh phui trước pháp luật. Người dân, doanh nghiệp cũng phải hết sức cảnh tỉnh. Chúng ta cũng phải để ý là nếu như có những cái hành vi, có những cái giấy tờ nó hơi nghi ngờ thì cũng cần phải phối hợp với bên ngân hàng, với bên công an để chúng ta kiểm định. Sau khi đã một số cái trường hợp mà gian lận rồi vi phạm xảy ra thì đã có quy định rất là rõ là sẽ phải quản lý thống nhất về cái mẫu bảo lãnh, rồi đều có cái kênh để kiểm tra, để tra cứu. Gần như tất cả ngân hàng đều có thể là gửi công văn hoặc là lên mạng tra cứu xem là cái bảo lãnh đấy có thật hay không thì chúng ta có thể biết ngay. Đặc biệt là đối với những giao dịch lớn, ngân hàng bảo lãnh một vài chục tỷ thì đã phải rất là thận trọng rồi. Khách hàng chắc chắn là phải biết được rằng cái giao dịch đấy có thật hay không. Để kiểm tra tính xác thực của chứng thư bảo lãnh, tránh mất tiền oan với chứng thư giả, người dân và doanh nghiệp chỉ cần truy cập vào website của ngân hàng cấp chứng thư, cung cấp số seri của chứng thư bảo lãnh. Mọi thông tin sẽ được cung cấp đầy đủ. Trung tâm chăm sóc thương binh bệnh binh và người có công Long Đức thuộc huyện Long Hải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu là một trong các khu điều dưỡng thương binh bệnh binh nặng của cả nước và cũng là khu điều dưỡng thương binh duy nhất cho 18 tỉnh, thành phố phía Nam. Nơi đây cũng được xem là ngôi nhà thứ hai của các thương bệnh binh. Trong số hơn 60 thương bệnh binh hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm chăm sóc thương bệnh binh và người có công Long Đức, có những người đã gắn bó gần 40 năm, hơn nửa đời người, từ năm 1978 đến nay. Người trẻ nhất thì cũng đã có hơn 20 năm ở đây. Không chỉ khám chữa bệnh mà từng bữa ăn, giấc ngủ của các thương bệnh binh đều được chăm lo tận tình, chu đáo. Chính vì thế, hầu hết các thương bệnh binh đều coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Chú ở đây thì từ năm 20 tháng 2 năm 78 tới giờ là mà ngày thì nói chung là thương binh chỉ có nhiệm vụ là ăn, nghỉ, ngủ, khám bệnh, uống thuốc men thôi chứ không ngồi ra không có làm gì hết. Trong cuộc sống thì cũng vui vẻ, thoải mái. Là một thương binh nặng thì tôi cũng xác định đây là một ngôi nhà thứ hai của tôi cũng như là của anh em thương binh ở đây. Thì trong cuộc sống ở đây thì nói chung là anh em thì toàn là thương binh nặng cả. Mỗi người mỗi cái vết thương nó khác nhau. Rồi mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà anh em thì cũng sống rất là lạc quan. Giờ ngồi một chỗ nó buồn, mình cũng phải kiếm việc mình chăn nuôi con gà, trồng cây cảnh hoặc là tự nấu ăn. Thế mình dù nó ngon hay không ngon thì mình thấy cái sức lao động mình bỏ ra thì nó cũng giết thời gian nữa, nó có ý nghĩa không? Mà cũng như là tập trung anh em tới là nó vui vẻ hơn, tự mình tạo cái tinh thần cho mình. Ngoài việc nuôi dưỡng và chăm sóc cho hơn 60 thương bệnh binh nặng, thương binh 1/4, Trung tâm chăm sóc thương bệnh binh và người có công Long Đức còn thường xuyên đón nhận các đoàn thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng từ các tỉnh, thành phố trên cả nước về điều dưỡng có thời hạn. Hầu hết các y bác sĩ ở đây đều là người lính và với họ, việc chăm sóc cho các thương bệnh binh cũng như chăm sóc cho người thân. Họ gắn bó với các thương bệnh binh như với gia đình của chính mình. Từ những người lính từ chiến trường trở về đến với anh em thương bệnh binh ở đây thì chúng tôi coi đây như là một cái mái nhà chung để anh em gần gũi chăm sóc. Ngoài cái công việc chuyên môn ra thì chúng tôi rất là quan tâm sâu sát đối với thương bệnh binh. Mối quan hệ giữa cán bộ công nhân viên rồi thầy thuốc với thương binh, cán bộ nhân viên với thương binh đều rất là chan hòa.
chăm sóc thương bệnh binh và người có công là nhiệm vụ của toàn xã hội trong thời bình, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Mong rằng cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành, công tác này luôn được chăm lo chu đáo để những người lính trở về sau những cuộc chiến luôn cảm thấy ấm lòng. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay, triển khai đồng bộ các giải pháp, đâm rồng tạo bước chuyển mới trong công tác giảm nghèo. Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước được đầu tư theo chương trình 30A của chính phủ về giảm nghèo nhanh, bền vững. Những năm qua, thông qua các chương trình dự án, cấp ủy chính quyền huyện Đam Rông đã triển khai thực hiện đồng bộ các nguồn vốn đầu tư, từng bước làm đổi thay diện mạo mới vùng nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống hộ nghèo. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vượt khó đi lên từ hộ nghèo, gia đình ông Darik ở thôn Liên Trang, xã Đà Tông, huyện Đam Rông nay đã có một đời sống khác. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước về vốn giống, có được một cơ ngơi như hiện nay chính là nhờ sự chịu khó vượt nghèo của chính bản thân. Qua những cái đợt tập huấn của cái khuyến nông huyện thì đó là một cái kiến thức đưa cho bà con là người sản xuất, một kiến thức có thể áp dụng từng bước một, bà con làm tới bây giờ thì thấy hiệu quả nó sẽ khác. Hôm nay Đà Nông đã có một diện mạo mới. Là xã chiếm trên 95% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng cuộc sống của bà con nay được cải thiện nhờ phát triển tốt các mô hình trồng rừng kinh tế, cà phê, cây ăn trái. Cùng với đó, cây lúa nước được địa phương chuyển đổi sang những giống mới cho thu nhập hiệu quả. Hiện nay thì cơ bản là đời sống sản xuất của bà con cũng đã có rất nhiều cái thay đổi, đặc biệt là những cái mô hình phát triển về cây nông nghiệp, những cái mô hình về phát triển cây ăn trái, rồi cây cà phê, rồi lúa, rồi bắp cũng đã có những cái bước đột phá trong cái năng suất cũng như chất lượng cây trồng và nuôi. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai chương trình giảm nghèo của chính phủ theo đúng như cái đề án mà tỉnh đã phê duyệt, như là đề án về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đề án phát triển đàn bò thịt cao sản. Đời sống của bà con cũng rất là khó khăn. Đảng nhà nước giao cho tôi trồng 1 hecta rượu thông mà đang chăm sóc thì tôi tin tưởng rằng sau này cái rượu thông này nó sẽ mang kết quả cho gia đình tôi. Để chương trình giảm nghèo có sự chuyển biến mới, từ đầu năm đến nay, ngành thương binh và xã hội tổ chức các lớp học nghề cho gần 50 học viên tham gia, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền tư vấn cho 17 lao động địa phương xuất khẩu lao động sang thị trường Ả Rập, đồng thời tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo phát triển kinh tế, xây dựng mô hình sản xuất chất lượng cao, tín chấp cho người dân vay vốn với dư nợ gần 190 tỷ đồng, tiếp nhận vốn hỗ trợ 6 tỷ đồng từ Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trạm y tế, trường học tại một số xã trên địa bàn huyện. Qua đó đã đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới đến nay còn 35%. Trên cơ sở là khi mà thăm nắm cũng như là cái nhu cầu của người dân cần có như là cần vốn để chăn nuôi hay là sản xuất thì chúng tôi tập trung vào những cái hộ gia đình có đăng ký thoát nghèo ngay từ đầu năm. Có ưu tiên cho những cái hộ thoát nghèo. Bên cạnh đấy thì cũng đẩy mạnh cái công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Với hướng đi mới, cách làm sáng tạo, công tác xóa đói giảm nghèo ở Đam Rông ngày càng đạt được kết quả khả quan. Đây là tiền đề quan trọng để trong thời gian tới, chương trình giảm nghèo của địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến mới, từng bước đưa Đam Rông thoát khỏi huyện nghèo trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.